Kính chào các bác, chúc các bác một ngày mới an lành hạnh phúc nhé. Hoa nhà em vừa mới nở các bác ạ. Em chắc là chiều tối mới tắt cây bán được vì cái tội không cắt cây tối qua trời mưa các bác ạ. Cùng nhau ngắm hoa cho vui nhé các bác. Chắc là em nữa sẽ bay đấy. Trời đang hửng nắng rồi. Đây, trên cây có kia chứ các bác. Cái cây này hôm nọ các bác bảo em tách ấy. À nhầm, em cứ nói kiểu kiếm. Các bác bảo em chia kia ấy. Đây lá 5,5 cm, là khá là to nhé các bác. Đây, lá 6 cm. Lá hơn 6 cm. Lá to, hoa cũng khá là ưa nhìn. Đây, nó đang dần dần bay lên các bác ạ. Vườn em đang hoa đang sắp nở nhiều các bác ạ. Đây, vị hoàng đang nở đây. Vị hoàng. Vị hoàng kiếm này. Cô gái đẹp của đất Thành Nam. Trước đây nó được gọi là thùy chân nhé. Nhưng mà thực ra cái thùy của bông hoa nó không sạch các bác ạ. Đây là cái thùy bông hoa này. Đây là cái thùy nhé. Cái trụ nhụy nó mới sạch này. Cái trụ nhụy vàng ươm nhưng mà cái thùy nó lại không sạch cái thùy đây. Nên lại đổi thành vị hoàng. Chậu này khá to. Lá cũng được 4, hơn 4. Năm nay nhà em nở hoa tùm lum các bác ạ. Đây, sắp nở nữa này. Hồi trước chậu này với chậu này với một chậu nữa là một chậu. Nó to quá, em tách ba ra. Em sẽ đi quay vài cái cuống hoa cùng nhau ngắm cho vui nhé các bác. Bên kia Huế nhà em sắp nở rồi các bác, chắc là mai nở. Nhưng mà chắc là mai em không có nhà để quay nên hôm nay quay trước cho vui này. Đây. Huế. Xinh Huế láng đây. Đây hai bồi hoa luôn các bác ạ. Vàng Tây Ninh cũng sắp nở đây. Cái này vừa sang chậu cho nó. Nó hơi yếu. Nên cái vừa có mấy bông này. Vừa sang chậu tháng trước. Cắt hết rễ đi. Thế là nó ra bông luôn. Cái chậu này được một tháng nữa là được tầm chục cây. Cái này cái gồng hoa nó dài, nó rất là nhiều bông các bác ạ. Nó đẹp, thành ra là không nỡ ngắt nó đi, cứ thích để ngắm. Đây. Đẹp không các bác?
đi qua là thơm lừng lên luôn. Một góc. Nghiện cái gì khổ cái đấy các bác nhở? Có mấy cây hoa mà suốt ngày em cứ ra quay quay chụp chụp như bị thần kinh ấy. Nửa đêm người ta đi ngủ thì mình đi bắt chen. Họ đi qua, họ đi qua trong họ nhà họ là may con làm gì ở trong vườn cái giờ này. Mày bị ma nhập à? Các bà trêu em thế. Huế. Thế khủng. Cái này em tưởng nó ra hoa nhưng mà nó ra mầm xoáy nha các bác. Ra một quả mấy đẻ này sướng luôn. Đây. Này nó đẻ khủng khiếp. Mùa này mùa đẻ. Đẻ phát ba con không biết có nuôi nổi không. Nách lá chui ra một con nữa. Con hay hoa. Chậu này. Chậu mà em cưng nhất. To khủng khiếp. To, cái củ to ngang lon bò húc. Phi điệp. Các bác toàn phi điệp đột biến sướng nhỉ. Cái số em không khá được, chồng nó chả thấy bông nào đột biến hết. Cái bông này nó tròn vo nhìn buồn cười quá các bác. Nó cả chùm như này luôn. Bông nào bông đấy. Muốn ngắt hết hoa phi điệp đi nhưng mà vào thơm lại thích ngửi. Để thì ruồi vàng lại vào trích kiếm. Đúng là dở. Dở dang. Đây toàn hoa là hoa này. Đúng là vào vườn thơm thật nhưng mà nó thu hút ruồi vàng vào khiếp quá. Kìa dưới kia nở khủng khiếp kìa các bác. Cái chỗ này lá cũng to. Lá này chắc phải hơn 6-7. Trồng chơi vui. Các bác trồng toàn đột biến. Thấy em quay này chắc buồn cười nhỉ. Cây vàng Tây Ninh kia sắp nở. Mùa hoa mà cây gì cũng nở hết. Mùa này ra vườn ngắm cây rất sướng. Mấy hôm ra lại cái con nó lại cao lên. Mấy hôm lại có mầm tiếp rồi. Vàng Tây Ninh nhà em giờ có hơn 40 cây vàng Tây Ninh rồi, phấn đấu được 100 cây. Thế là lúc nào cũng có giống để chia để bán các kiểu. Đây là góc nhà em ươm giống các bác ạ. Dạo nữa treo lên lại để vườn. Đây cái cây huế nhăn nheo của nhà em nó đang lên từng ngày. Các bác trồng xong cứ để mặt đất như em là ổn nhá. Đừng vội vàng cho nó ăn nắng. Đây
cây già ấy, các bác đừng vứt đi nhá, uổng lắm. Đây là cây sinh hiền láng của nhà em, nó lá nó nhăn nhúm hết này. Xong bây giờ nó đẻ con nó hút được chất ấy. Đây lá nó lại căng trở lại, cứng đơ rồi này. Đây chỗ này chưa căng hết, nó còn có vệt trắng 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 ở đây. Dạo nữa nó căng dần lên hết. Đây, dạo trước ở dưới này cũng thế, giờ nó đều dần ra rồi. Đây con nó lên đẹp như này. Lại có chậu giống các bác ạ. Hì, đùa chứ chậu này em tặng cho chị bạn rồi. Đây, chậu này sướng. Bạn hồi trước ở Malai với nhau, chơi với nhau như tri kỷ ấy, cùng tên luôn. Về lại nhà lại cũng gần nhau, đi Malai quen nhau. Về vẫn chơi với nhau, hơn nhau nhiều tuổi nhưng mà chơi với nhau như tri kỷ ấy. Đây, dạo nữa mình treo lên lại đầy vườn đấy mà. Đây, huế già. Nó lên từng ngày luôn các bác ạ, lên sướng lắm. Đây, biển lá nó nhăn như này. Sau này con nó... Đây, nhăn như này nhá. Sau này con nó hút dinh dưỡng khỏe rồi nó lại nuôi lại cây mẹ, lại căng lại như cây lúc nãy em quay cho các bác ấy. Đây này, con lên láng tít rồi. Đây, sau này nó lại nuôi lại mẹ nó. Đây, như chậu này chẳng hạn, như chậu này đây này, lá mẹ nó đã đây. Còn lá này khả năng phải cắt đi vì là thấy nó không căng lại được. Còn đây, những lá này đều căng lại hết như bình thường rồi này, cứng đơ hết rồi, đẹp hết rồi. Đây, con lên đẹp như này rồi. Thật ra những cây già nó vẫn đẻ các bác ạ. Đây, cái này em đều khoét mắt hết này. Cái này cũng khoét mắt này. À, cửu long Trường Giang chuẩn bị hoa đây. Năm trước hoa một lần không à, về em treo để đây bây giờ nó nhiều. Hồi trước lúc đắt thì đầu tư 1,2 triệu, lúc kia thấy tiếc lắm. Giờ lúc mình có thì chả ai chơi nữa, buồn quá. Cái điệp nở tòe loe. Đây, chỗ này mấy hôm nữa nó nở như pháo nổ luôn các bác ạ. Đây, một vòi này, hai vòi này, ba vòi này, bốn vòi này. Đây, tí nữa nắng lên sẽ đẹp. Đây, khủng khiếp luôn. Chậu này thì toàn ki chả đấy hoa đâu. Đây, mỗi ki tầm găng tay rồi, hoa chả đấy hoa. Ki nó tự mọc thế em chả buồn cắt ra, lười. Đây, dài lắm.
em kết thúc video ở đây nhé. Em chào các bác. Chúc tất cả các bác xem video của em một lời chúc là bình an qua mùa dịch này nhé. Chào các bác ạ. À, em nhớ ra còn cây sunflower. Cây sunflower em sẽ quay cho các bác xem. Em mua nó 3 năm trời rồi, bây giờ nó mới hoa các bác ạ. Mà không biết là có hoa sunflower không. Thấy cái nụ của nó rất là tầm thường. Hy vọng là nó vẫn đột ngược. Không thì chắc chủ cây đền em vỡ mồm, chậu này to lắm rồi đây. Lúc mua 2 tép bây giờ nhiều lắm rồi. Đây. Lúc mua cây 2 tép giống lá bé siêu đây. Đây các bác. Đây. Đây lá nó đây. Bây giờ thì nhận không ra luôn. To. Đây. Huế mùa này đẻ sướng các bác ạ. Để giống. Em chào các bác nhé.